Trong họ tôi có ông em 96 thôi nhưng giàu VL, xấu trai nhưng nhiều văn thơ. Đang ở cơ khí bách khoa, bố tay ngang sang làm coder. Vậy là tiền tiêu một mớ, lương thì nó tính đô la. Tháng chốt đơn cũng gần 4.000, kiếm thêm cũng tròn 10k. Mua nhà mua đất mua xe, nhưng tính ra mới gần 53. Nhìn vào thì ai cũng thèm, gái gu nó cứ theo. Nghe ai tí ấy là rớt dài. Cô em đi du học, hà chị em nó bám luôn. Mấy đứa nó sống chung, bố mẹ họ hàng không thích. Nhưng nghe dân IT ấy là cả nhà chịu ngay.